Cho nên chúng ta hiểu cái điều đó. Mọi thứ, dù là cái người trong bộ lạc da đỏ đó cũng là con người giống như mình đó chứ, nhưng mà nhìn khác bởi vì họ không có cái ký ức đó. Cho nên mọi thứ nó là tính không, nó không có tự tính. Nó là cái gì? Nó đến từ trong tâm trí của người quan sát, từ trong cái góc nhìn của người quan sát. Và vì nó đến từ góc nhìn của người quan sát, mà người quan sát chính là chúng ta, là cái người mà có thể thay đổi cái góc nhìn của mình, cho nên nó có cái tính tiềm năng vô hạn ở đây. Nó có thể trở thành bất kỳ cái thứ gì. Một cái người chồng nói một cái lời tiêu cực với vợ, nếu mà người vợ nhìn thấy rằng là đây là ông chồng xúc phạm mình thì họ sẽ cảm thấy bị tổn thương. Nhưng mà nói, nếu mà người vợ hiểu rằng là ông chồng này là vị thầy của mình, là vị thánh hiền trong cuộc đời của mình, ông đến đây để giúp mình cải thiện hạt giống, ông nhắc nhở mình về cái hạt giống ở trong tâm trí của mình, ông cho mình thấy là cái bồn cầu của mình nó bị nghẹt ở đâu, và ông đang hút cái điều đó ra khỏi cái cuộc đời của mình, thì lúc đó bạn sẽ thấy vô cùng biết ơn. Nó là cái gì? Nó đến từ cái tâm trí của mình, và cái tiềm năng của nó là vô hạn. Bạn nhìn thấy một cái người chồng thô lỗ đó là một vị thánh hiền, hay bạn nhìn thấy đó là một cái người quá thô lỗ, một cái người mà không xứng đáng với bạn, đó là lựa chọn của bạn. Và không có cái gì mà nó đến từ chính nó, đúng không ạ? Mọi thứ là nó đến từ mình, nó đến từ mình. Cho nên cái vẫy tay thần thánh, nhớ không ạ? Cái vẫy tay thần thánh, mọi thứ đến từ mình, chứ không có đến từ chính nó. Không có cái gì từ bên ngoài mà áp vào mình cả, chỉ có từ trong chúng ta phóng chiếu ra mà thôi. Đó là cái bài học thứ hai. Cái bài học thứ ba là mọi thứ đều đến từ hạt giống trong tâm trí của tôi, cho nên là tôi chịu trách nhiệm 100% cho kết quả của mình. Cái quả nào mà mình đang nhận ở đây thì tất cả đều đến từ cái hạt giống ở trong tâm trí của mình, từ trong những cái ký ức mà mình đang có. Sau này nếu có đủ nhân duyên, chúng ta Trang sẽ chia sẻ một phần ở trong cái duy biểu học, tức là cái vận hành của tâm, thì cô chú anh chị em sẽ thấy rằng là thì ra là rõ ràng là cái mạt na thức, tức là cái thức thứ bảy, là cái thức mà gọi là nó là tiềm thức, nó thu thập tất cả những cái mà nó có thể là một cái sự hiểu sai, tức là những cái ký ức nó thu thập lại, nó tích lũy ở đó, có ký ức tiêu cực, có ký ức tích cực, và nó cứ đem cái đó ra như một cái bộ lọc để nó lọc tất cả mọi thứ đưa vào, mọi thứ nạp vào. Và trong cái quá trình lọc đó, nó sẽ đưa ra những cái nhận thức, những cái phán xét, những cái nhận thức. Nhận thức cái này đúng nè, cái này sai nè, cái này tốt nè, cái này xấu nè, cái này hay nè, cái này dở nè. Tất cả những cái đó nó đến từ cái lưới lọc của mình, cái bộ lọc của mình. Và bộ lọc này nó bị biến dạng thì nhìn ra vấn đề bị biến dạng. Bộ lọc này trong suốt thì nhìn ra vấn đề trong suốt. Và nó kết nối vào cái kho tàng thức để mà nó kích hoạt những cái hạt giống nào. Bởi vì trong cái kho tàng thức của chúng ta, tất cả đều giống nhau, đúng không ạ? Chúng ta có hạt giống trung kiên, trung thành, nhưng mà chúng ta cũng có hạt giống phản bội. Chúng ta có hạt giống tốt đẹp, chúng ta cũng có hạt giống xấu. Chúng ta có hạt giống chính trực, chúng ta cũng có hạt giống lừa dối. Tất cả nó nằm ở trong cái kho tàng thức của mình. Như vậy thì chính là cái ở mạt na thức này nè, nó kêu gọi cái hạt giống nào ra. Những cái ký ức nào thì nó lôi những cái dạng hạt giống tương đồng đi ra, và nó phóng chiếu ra bên ngoài. Cho nên chúng ta hiểu cái điều này, để chúng ta hiểu rằng cái góc nhìn của chúng ta về người khác, nó không phải đến từ người kia, mà nó đến từ hạt giống của chúng ta. Và chúng ta chịu trách nhiệm 100% cho mọi cái vấn đề mà chúng ta đang nhìn thấy ở ngoài kia. Và cái thứ tư là, như vậy thì nói là nếu mà mọi thứ đều có tiềm năng giới hạn, vậy thì cái tiềm năng giới hạn này, chúng ta ngồi chúng ta ước thì nó có ra được không? Chúng ta chỉ ngồi đó chúng ta ước thôi. Bây giờ đây là cây bút hả? Bây giờ muốn cây bút này thành viên kim cương. Ủa, tiềm năng giới hạn mà, tiềm năng vô hạn mà. Tiềm năng vô hạn thì cái này nó hoàn toàn có thể thành kim cương chứ. Như vậy làm sao để nó ra được kim cương? Chỉ có gieo hạt nó mới ra được kết quả. Muốn thay đổi cái quả thì chỉ có gieo hạt thôi. Và gieo hạt ở đâu? Gieo hạt trong hành động, lời nói và ý nghĩ của mình để mà chuyển hóa. Khi chúng ta gieo hạt thì nhân duyên nó đến, và cái sự chuyển hóa nó xảy ra. Cho nên chúng ta không có ngồi yên đó chờ sung nó rụng xuống, mà chúng ta phải hành động. Chúng ta phải đi gieo hạt để chúng ta có kết quả mới. Muốn có kết quả mới thì phải gieo những cái hạt giống mới, những cái hạt giống tốt đẹp. Hồi đó giờ ông chồng ông nói một câu, có thể là mình mắng lại một câu, hoặc là trong lòng mình mắng ra ngoài, hoặc mắng trong lòng gì đó. Nhưng mà cái hạt đó là cái hạt cũ, mà nó chỉ có là nó nặng nề hơn thôi, nó to bự hơn thôi. Bây giờ mình phải đổi hạt chứ.
mình phải đổi hạt. À, ông mắng mình một câu thì mình nhận ra cái này đến từ mình, hạt giống của mình, lỗi của mình, và mình biết ơn, mình xin lỗi, mình vượt thoát được cái hố đen đó, thì chuyện gì xảy ra? Hạt giống trong mình đổi thì ông chồng ông đổi, đúng không ạ? Cái kết quả nó đổi, tự nhiên cũng cùng một cái người đàn ông đó, nhưng mà mọi chuyện thay đổi, tự nhiên ông trở nên khác khác thường. Và rất nhiều người đã đi qua các lớp học và cùng với Trang, đồng hành cùng với Trang trong một cái khoảng thời gian dài, và họ chuyển hóa kỳ diệu. Ngày 27 tây vừa rồi, à, ngày 29 tây vừa rồi, các bạn làm một cái video clip tri ân, chia sẻ lại tất cả những cái chuyển hóa của các bạn trong những cái khoảng sau một cái khoảng thời gian đồng hành cùng với các chương trình của tụi Trang. Thì khi mà các bạn chia sẻ, Trang ngồi đó, Trang chỉ có rơi nước mắt vì xúc động thôi, vì những cái sự chuyển hóa, những cái sự chuyển đổi, những gia đình chuyển đổi không thể tưởng tượng được, từ vợ chồng con cái cho đến bố mẹ. Cho nên là những cái khóa mà Trang chia sẻ thì thường là đi cả một cái mấy thế hệ ở trong đó, có ông bà học, rồi con học, vợ học, chồng học, nhiều thế hệ học cùng với nhau, rồi anh chị em, rồi cứ lan tỏa theo cái cách như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta học được những cái điều như thế này thì chúng ta chuyển hóa được cái mối quan hệ trong gia đình của chúng ta cực kỳ tốt. Và khi cái mối quan hệ trong gia đình chuyển hóa được tốt á, thì tự nhiên cái gia đình mà nó êm ấm, cái gia đình mà nó đầm ấm, nó hạnh phúc, thì tự nhiên mọi thứ khác, cái sự thịnh vượng nó tràn về. Vì thịnh vượng nó chỉ trú ngụ ở những nơi có niềm vui và hạnh phúc thôi ạ. À, cho nên là mọi chuyện nó được chuyển hóa. Rồi, đó là cái bài học về cây bút. À, trong cái câu chuyện cây bút thì chúng ta có bốn cái bài học cơ bản này. Và cái câu chuyện thứ hai mà Trang muốn chia sẻ, đây là một cái công cụ cực kỳ mạnh mẽ để mà vượt thoát cái hố đen. Đó là câu chuyện hai người chồng. Câu chuyện hai người chồng. À, hai người chồng chứ không phải hai vợ chồng. Và cái câu chuyện này á, là Trang cũng xin phép được chia sẻ lại. Câu chuyện hai người chồng kể rằng là có một cái cặp vợ chồng nọ, một cái cặp vợ chồng trẻ, có hai đứa con, một cái đứa 7 tuổi, một cái đứa 9 tuổi. À, hai vợ chồng đều đi làm, cô vợ thì làm cho một cái công ty nước ngoài làm thư ký, và anh chồng thì làm cho một cái công ty khác. Và một ngày nọ, cô vợ mới nhận được một cái yêu cầu của sếp mình là ngày mai cô phải tới sớm sớm hơn nửa tiếng đồng hồ đó, để mà chuẩn bị cho một cái cuộc họp với bên Mỹ, là tại vì cái giờ trái múi giờ nhau cho nên là cần phải đi sớm. Thì cô vợ mới về nhà, mới mà bắt đầu sắp xếp công việc ở trong nhà, nói với hai đứa con là đây là giày của con mẹ để ở đây, quần áo của con mẹ để ở đây, sáng nay á, sáng ngày mai đó các con ngủ dậy lúc 6 giờ, sớm hơn một chút, và nhiệm vụ của các con là các con tắm rửa thay đồ đúng 6 giờ rưỡi sáng là chúng ta xuống ăn sáng, sau đó là mẹ đưa các con đi làm, à, mẹ đưa các con đi học, sau đó mẹ đi làm, bởi vì mẹ cần đến cơ quan sớm. Và hai đứa nhỏ nó cũng dạ dạ vân vân, nó yeah, nó đồng ý. Nhưng mà sáng hôm sau đó, mà khi cô đã sẵn sàng hết mọi thứ rồi á, lúc 6 giờ rưỡi cô chạy lên thì cô thấy là hai đứa nó vẫn còn mặc pyjama và nó chơi ném gối với nhau ở trên giường, và nó cười nắc nẻ. Và cô giận điên lên, bởi vì cô biết là cái việc của cô quan trọng, và cô rất là cô sợ trễ giờ. Cho nên cô đã dặn đi dặn lại hai đứa rồi, cô đã nói tới nói lui rồi, nhưng mà cuối cùng thì hai đứa nó vẫn không nghe lời, mặc dù là đã nhắc đi nhắc lại và nó đã cam kết, nó đã hứa đủ các kiểu. Thì cô trong cái lúc tức giận đó thì cô mới ném ra những cái lời nó không được hay ho lắm. Cô nói là các con là cái đồ ngu ngốc vô dụng. Và sau đó thì hai đứa nhỏ nó sợ quá, nó chưa từng thấy mẹ nó tức giận như vậy, nó rất là sợ, và nó lật đật nó chạy vô, nó cũng tắm qua loa, nó cũng mang giày, nó thay đồ, nó chạy xuống. Thì ăn sáng xong đi làm vẫn đúng giờ, vội vội vàng vàng nhưng mà vẫn đúng giờ. Cô đến cơ quan vẫn đúng giờ, cô vẫn làm hoàn thành cái việc của mình một cách tốt đẹp, không có vấn đề gì cả. Và cái câu chuyện đó rơi vào quên lãng. Cho đến 2 tuần sau, cô đi làm về sớm và cô ghé vô siêu thị, cô mua ít đồ ăn về nấu cho chồng cho con, và cô nghĩ tới là chồng cô thích món gì, con cô thích món gì, cô mua về. Và trên đường về thì cô nghĩ rằng là ở nhà chồng cô là một cái người hiền lành và yêu thương vợ con, tuy nhiên là anh ấy cũng có làm biếng,
anh ấy cũng không có trợ giúp gì được nhiều ở nhà. Anh ấy thì ví dụ như là cô nấu ăn thì anh ấy xong rồi thì cô phải, nói chung là cô cũng cảm thấy một chút bất công, nhưng mà được cái là anh yêu thương vợ, yêu thương con và rất là hiền lành, và cô thấy cũng ok. Và cô hy vọng rằng là hôm nay mình nấu một cái món ăn ngon cho chồng thì anh ấy sẽ, mình về thì anh ấy sẽ rất là vui, và anh ấy sẽ ôm hôn mình, sẽ nói những cái lời ngọt ngào tử tế với mình. Và cô hình dung về cái điều đó và cô thấy hạnh phúc. Nhưng mà khi mà cô về đến nhà, cô mở cửa, cô đi vào nhà, cô mới vừa bước chân vào trong bếp thì cô thấy anh chồng đã đứng ở trong đó, và anh ấy quát lên là em là cái thứ ngu ngốc vô dụng. Và cô bị sốc, như một cái gáo nước lạnh dội vào cô vậy đó. Cô bị sốc và cô nói ủa em có làm gì đâu, em có làm gì đâu, ủa đâu có làm gì đâu. Trong cuộc đời của chúng ta cũng hay gặp những cái tình huống mà chúng ta có làm gì đâu tự nhiên đổ lên đầu mình, đúng không ạ? Và khi mà những cái tình huống mà em có làm gì đâu như vậy đó, nó sẽ cho ra hai cái phản ứng của chúng ta. Một cái phản ứng đó là chúng ta mắng lại, anh khùng hả, anh điên hả, em có làm gì đâu, em mới đi làm về tự nhiên anh chửi em vậy, đúng không ạ? Và chúng ta bắt đầu, chúng ta cái cơn khùng của chúng ta nó nổi lên và nó chiến tranh nó bùng nổ. Nhưng mà cũng có một cái kiểu phản ứng thứ hai là chúng ta chấp nhận, im lặng, chịu đựng. Đặc biệt là những cái người mà, những cái người mà hay gặp những cái người chồng mà cục cằn ở trong nhà đó, thì cái quen rồi, chịu đựng quen rồi, cho nên là chịu đựng. Nhưng mà chịu đựng nó trong một cái trạng thái nào, cái tâm thế nào ạ? Trong lòng á, đầy những cái lời, những cái lời tiêu cực, muốn phản ứng lại nhưng mà không có phản ứng ra ngoài, chỉ ngấm ngầm chịu đựng ở bên trong thôi, và đưa nó vào bên trong. Thì hỏi là hai cái cách đó, cái cách hành xử nào là cách hành xử đúng đắn? Khi chúng ta hiểu về hạt giống thì chúng ta hiểu rằng là cả hai cách hành xử đó đều sai. Cả hai cách hành xử đó đều sai. Cái cách hành xử đúng là cái cách hành xử ngay cái thời điểm đó chúng ta nhận ra vấn đề. Chúng ta có 3 giây để chúng ta nhận ra hạt giống của mình và để chúng ta dừng phản ứng. Phản ứng theo cách ra ngoài hay phản ứng theo cách vào trong đều là những cái dạng phản ứng. Và chúng ta có 3 giây để chúng ta dừng cái phản ứng này lại. Bởi vì nếu không thì dù là phản ứng ra ngoài hay phản ứng vào trong thì cũng đồng nghĩa với cái việc rằng là chúng ta đi về nhà, chúng ta đang khát nước và chúng ta cầm cái ly lên, chúng ta uống, và đó là cái ca axit, không phải là cái ly nước. Và như vậy chúng ta có 3 giây để dừng lại trước khi đưa cái ca axit đó vào miệng của mình. Chúng ta có 3 giây để hiểu rằng cái này không không nên uống, cái này không phải là cái mình được uống. Thì lúc đó trí tuệ nó nằm ở cái 3 giây đó. Để chúng ta, cái trí tuệ hạt giống, chúng ta hiểu về hạt giống và chúng ta dừng cái vòng lặp nghiệp của mình ở ngay cái 3 giây đó. Đúng không ạ? Như vậy thì ở ngay cái thời điểm này có hai cái người chồng ở trong cái nhà bếp. Một cái người chồng đến từ hạt giống của mình, mà mình nghĩ là ô em có làm gì đâu. Chúng ta quên cái nguyên lý của hạt giống rằng hạt nhỏ thành cây to. À, mới 2 tuần trước chúng ta mắng con, đúng không ạ? Một cái vòng lặp nghiệp nó diễn ra. 2 tuần trước chúng ta mắng con, cho nên bây giờ chúng ta bị chồng mắng. Và có khi chúng ta không phải mắng con ghê gớm vậy đâu, chúng ta có thể nói một cái lời gì đó, chúng ta chì chiết cái gì đó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cái cơn mà của ông chồng đổ xuống chúng ta nó có thể nó to hơn rất là nhiều, bởi vì hạt nhỏ thành cây to. Như vậy thì cái người chồng mà đang la hét trong nhà bếp kia, đó là cái người chồng đến từ hạt giống của chúng ta, nó phóng chiếu từ hạt giống của chúng ta ra. Và cũng có một cái người chồng khác, đó là cái người chồng mà gọi là người chồng tính không, người chồng không có tự tính. Ổng là cái gì đến từ cái hạt giống trong tâm trí của mình. Còn nếu mà một cái người chồng mà chúng ta nghĩ rằng là ổng đến từ cái thói xấu của ổng, cái ông đó nó là ổng thô lỗ, từ hồi mình cưới về mình biết rồi, tính ổng thô lỗ, ổng là một cái người thô lỗ như vậy, chúng ta phủ nhận hạt giống của mình. Chúng ta nghĩ rằng là cái người chồng xấu đó đến từ ông chồng, là chúng ta nghĩ rằng là mọi thứ đến từ bản chất của chính nó, không phải chúng ta. Giống như cái câu chuyện cây bút hồi nãy, chúng ta nghĩ rằng cái cây bút nó là cái cây bút bởi vì nó là cái cây bút, bản chất nó là cây bút, tất cả mọi người phải nhìn thấy nó là cây bút, con chó phải thấy nó là cây bút, người da đỏ phải thấy nó là cây bút, và chúng ta thấy nó là cây bút. Cái người chồng mà đến từ chính họ như vậy,
cái người chồng đó không tồn tại, không tồn tại. Cho nên ở trong cái câu chuyện này, cái phiên bản đầu tiên nó là câu chuyện hai người chồng, nhưng mà cái phiên bản tiếp theo của nó khi chúng ta hiểu sâu vào nghiệp thì nó là câu chuyện của ba người chồng chứ không phải là hai người chồng. Rồi như vậy chúng ta nhìn vào đây để chúng ta thấy cái vòng lập nghiệp nè, nghiệp nghiệp xấu nó tạo ra như thế nào nè, hay là nghiệp tốt nó cũng tạo ra theo một cái quy trình tương tự. Nhưng mà chúng ta thấy đầu tiên là chúng ta mắng con, chúng ta mắng con rồi chúng ta quên cái chuyện đó đi, bởi vì con mình mà mình mắng nó chuyện bình thường thôi, thậm chí mình còn đánh nó nữa kìa. Nhưng mà vậy rồi chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị chồng mắng, chúng ta bị ngược đãi, không phải chỉ chồng mắng không, mà rồi có khi chúng ta bị sếp mắng một cách oan ức, chúng ta bị người này người kia ngược đãi một cách oan ức, và chúng ta nghĩ rằng ủa em có làm gì đâu, nhưng mà chúng ta không thấy cái hạt giống mà mình gieo xuống trước đó. Rồi sao nữa chúng ta phản ứng lại, chúng ta mắng lại chứ, mình bị oan mà mình phải cãi lại chứ. Chúng ta mắng lại thì gì ạ? Con chúng ta vẫn tiếp tục không ngoan, chúng ta vẫn tiếp tục đi gieo những cái hạt xấu xuống mà. Và như vậy con chúng ta không ngoan thì sao? Thì chúng ta lại tiếp tục mắng con, rồi chúng ta lại tiếp tục bị chồng mắng, rồi chúng ta lại mắng chồng, rồi nó cứ như vậy, và cái cường độ của nó ngày càng mạnh hơn, ngày càng lên cao, đúng không ạ? Càng ngày càng tệ hại hơn. Nhiều hạt giống nó được ném ra, nhiều cái phi đao nó được ném ra, thì như vậy nó quay lại cuộc đời của mình đó là gì? Tương lai của mình như thế nào? Ủa càng ngày càng nhiều hạt giống xấu ném ra thì cái tương lai của mình nó tốt hơn hay nó tệ hơn? Và như vậy chúng ta hiểu cái câu chuyện hai người chồng này, chúng ta hiểu cái câu chuyện cây bút này để làm gì? Để chúng ta biết rằng là chúng ta có thể can thiệp được vào ngay cái chỗ nào. Cái ba giây đó nó nằm ở đâu? Cái ba giây đó nó chính là nó nằm ở ngay cái vị trí này nè. Vị trí mà Trang đang đưa con chuột lên xuống này. Cái vị trí này là ngay khi mình bị chồng mắng, ngay khi mà một cái vấn đề xấu nó xảy ra, một cái hạt xấu nó nở ra với mình, chúng ta có 3 giây để chúng ta quyết định là chúng ta uống tiếp cái ca xít đó hay là chúng ta dừng lại. Và đó là cái thời điểm để chúng ta dừng cái vòng lập nghiệp của mình. Và chúng ta có quyết định rằng mình, cái vòng lập nghiệp này, cái người mà có thể có được cái quyền năng để dừng lại, để dừng nó lại là đến từ mình. Và khi chúng ta hiểu cái điều đó, chúng ta nhận cái trách nhiệm về mình, thì chúng ta chuyển hóa được. Và đây là một trong những cái công cụ mà để chúng ta vượt thoát cái hố đen đó. Khi cái hố đen nó xảy ra, chúng ta nhận trách nhiệm về mình và chúng ta hiểu rằng mình có cái quyền năng để mà mình thoát khỏi cái chỗ này. Và không chỉ mình thoát mà mình cứu được cả một cái thế hệ của con cái mình thoát. Mình cứu được cả một cái người chồng hay một cái người vợ của mình thoát. Mình có trách nhiệm với người khác. Mình bảo vệ hạt giống của người khác. Và đó cũng là cái lời chúc đầu năm của Trang với những cái người mà đồng hành cùng Trang trong cái hành trình mà cải thiện cái hạt giống, là cái năm này chúng ta phải là cái năm mà chúng ta ấn định rằng là mình phải là những cái chiến binh để mà bảo vệ hạt giống của mình và của người khác. Phải là những cái chiến binh lỗi lạc, những cái chiến binh dũng mãnh để mà bảo vệ hạt giống của mình và của người khác. Đừng có để cho nó bị rò rỉ, đừng có để cho những cái cảm xúc tiêu cực nó rò rỉ ra rồi mình lại bắt đầu mình ném phi đao vào trong chính cuộc đời của mình và cuộc đời của những người khác. Như vậy thì chúng ta có 3 giây để dừng cái vòng lập nghiệp ngay chỗ này. Và cái câu chuyện hai người chồng hay câu chuyện ba người chồng này, chúng ta sẽ thấy ba người chồng. Cái người chồng thứ nhất, người chồng đầu tiên là người chồng mà họ đến từ chính họ. Cái người chồng mà xấu bản chất rồi. Xấu từ khi mình chưa quen biết anh là anh đã xấu rồi. Mình không có biết anh là ai là anh đã xấu rồi. Cái người xấu này á, đến với mình á, là bởi vì họ đối xử tệ với mình bởi vì họ xấu, bản chất của họ xấu. Mình tốt mà, mình quá tốt, chỉ có ảnh mới xấu thôi. Thì cái người chồng đó không hề tồn tại. Cái người chồng mà đến từ chính họ không hề tồn tại. Cái cây bút, đối với mình nó là cây bút, nhưng mà đối với cái căn phòng này nó chỉ là một cái vật thể vô tri vô giác mà thôi. Nó là cái gì đến từ cái góc nhìn của người quan sát. Cho nên cái người đó không tồn tại. Và khi chúng ta hiểu rằng là cái người chồng mà đến từ chính họ không tồn tại, thì chúng ta hiểu rằng là không có cái gì đến từ bên ngoài mình cả. Tất cả là nó từ mình mà đi ra. Và hãy nhớ cái vẫy tay thần thánh này. Từ mình đi ra. Rồi cái người chồng thứ hai là cái người chồng mà đang la hét ở trong nhà bếp đó, một cách vô duyên vô cớ đó.
À, cái người chồng đó đến từ hạt giống của tôi. Đến từ hạt giống của tôi. Cho nên là tôi chịu trách nhiệm về hạt giống của mình. Và cái người chồng thứ ba là cái người chồng tính không mà mình nói. Cái người chồng mà tiềm năng vô hạn. Họ như thế nào, họ là cái gì? Chỉ khi mà bạn thực hành nhận trách nhiệm thì bạn mới đủ ngộ ra. Khi chúng ta càng thực hành nhận trách nhiệm, chúng ta càng thấy rằng ô cái này đến từ hạt giống của mình có trách nhiệm phải chuyển hóa cái hạt giống của mình. Khi hạt giống của bạn chuyển hóa, dòng chảy hai chiều được thiết lập thì bạn sẽ thấy cái tính tiềm năng vô hạn của người chồng này. Và bạn lúc đó bạn mới hiểu được tính không nghĩa là như thế nào. Tự nhiên một cái con người xấu hoàn toàn thành một cái con người tốt hoàn toàn. Một cái con người mà trước đó mình nhìn là thấy xấu tuyệt đối, bây giờ trở thành một cái người tốt tuyệt đối. Hoàn toàn chuyển hóa, hoàn toàn thay đổi. Cho nên Trang kể cái cô bạn của Trang ấy. Hồi trước giờ cứ nói là trời ơi cái ông chồng mình ông may mắn lắm. Ông lấy được mình là ông phước mấy đời của ông, mình tốt quá mà. Nhưng mà khi học về hạt giống rồi hiểu rằng là ô không phải mình tốt mà bởi vì hạt giống của ông tốt. Nhưng mà hạt giống của mình xấu quá cho nên mình mới gặp cái người chồng mà trong mắt mình là ông thô lỗ, ông vừa xấu mà ông vừa nhan sắc thì cũng xấu, tính tình thì cũng xấu, cái gì cũng xấu. Nhưng mà sao lấy được mình tốt dữ vậy? Ồ, như vậy thì coi lại cái hạt giống của mình à. Tại vì cái hạt giống của mình nó xấu cho nên là mình mới thấy cái người kia xấu hoàn toàn tuyệt đối như vậy. Còn cái hạt giống của cái ông kia ông tốt quá mà. Đúng không ạ? Hạt giống của ông quá tốt cho nên là ông mới lấy được một cái người mà vừa chăm lo cho gia đình, vừa quán xuyến hết mọi thứ, rồi yêu thương chăm chút cho chồng cho con mọi thứ. Không có cái gì bất công đâu ạ. Không có cái gì bất công. Không có cái câu mà em có làm gì đâu. Cái câu nói bất hủ đó nó không tồn tại. Chúng ta phải có làm cái gì đó. Thấy khói thì phải biết có lửa. Đúng không ạ? Phải biết có lửa ở đâu đó. Đó là câu chuyện ba người chồng, là câu chuyện thứ hai. Bây giờ Trang sẽ kể một cái câu chuyện thứ ba. Gọi là câu chuyện con sư tử vàng. Để mà chúng ta hiểu được rằng là như vậy thì cái tính tiềm năng vô hạn này được 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 tạo ra như thế nào. Có một cái con sư tử làm bằng vàng, được đúc bằng vàng. Một cái con sư tử được đúc bằng vàng. Khi một cái con sư tử mà được đúc bằng vàng thì trong đó nó có hình dạng của một con sư tử nhưng mà bản chất của nó là vàng. Đúng không ạ? Và một cái con sư tử được đúc bằng vàng ra đó thì nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ cái đôi tay của một cái người tạo tác. Phải có một cái nghệ nhân nào đó đúc cái con sư tử ra. Đúc ra thành cái con sư tử bằng vàng đúng không ạ? Như vậy thì cái câu chuyện con sư tử vàng này nè. Nó nói rằng là mọi cái con người, mọi cái thứ mà diễn ra trong cuộc đời của chúng ta đều là những con sư tử vàng. Bởi vì nó được tạo tác ra bởi chính chúng ta. Chúng ta là cái người tạo tác, là cái người tạo ra cái con sư tử vàng này. Và chúng ta tạo ra con sư tử vàng này từ trên cái cơ sở là vàng ròng, kết hợp với lại cái đôi tay, cái tài năng, cái đôi tay khéo léo của chúng ta. Và chúng ta tạo ra hình dáng của cái con sư tử đó. Như vậy cái con sư tử này á, nó đẹp hay nó xấu là nó đến từ đôi tay của người tạo tác. Nếu chúng ta thấy một cái ông chồng mà xấu hoàn toàn thì chúng ta phải biết rằng là bởi vì chúng ta là một cái người tạo tác quá kém. Đến từ mình. Chúng ta có quá nhiều hạt giống xấu trong tâm trí của mình và chúng ta tạo ra một cái con sư tử bằng vàng mà nó nhìn không có ra được con sư tử, nó là một cái con gì đó, một cái con quái dị gì đó mà rất là xấu xí là bởi vì chúng ta tạo ra. Như vậy thì vàng ròng là gì? Vàng ròng là gì? Vàng ròng nó đại diện cho cái gì? Vàng ròng ở đây á, nó chính là đại diện cho những cái tình huống mà chúng ta đang ở trong đó. Đúng không ạ? Một cái ông chồng mà la hét ở trong nhà bếp, một cái ông chồng mà nói lời tổn thương, một cái ông chồng mà vừa phạm vào cái lỗi ngoại tình, tất cả những cái đó đó đều là vàng ròng. Đúng không ạ? Nó đại diện cho cái tình huống mà chúng ta đang ở trong đó. Nhưng mà nếu nó đại diện cho cái tình huống đó thì nó cũng có một cái khả năng, nó tiềm tàng một cái khả năng vô tận ở trong đó. Cái khả năng đó là gì? À, cái khả năng đó chính là nó là cái xe hút hầm cầu, nó rút những cái bẩn ở bên trong chúng ta ra để chúng ta trở thành sạch sẽ, tinh khôi và để chúng ta có được một cái tương lai tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta biết xử lý đúng cách, biết ứng xử đúng cách ở đây.
Như vậy á thì vấn đề không phải là con người, vấn đề không phải là cái người đó xấu, mà vấn đề nó nằm ở cái chỗ là chúng ta là cái người tạo tác ra cái người xấu đó. Chứ còn bản chất cái người đó họ không tốt không xấu, họ họ tính không mà, đúng không? Họ là cái gì thì do chúng ta tạo ra. Như vậy thì chúng ta phải nhận thức về cái điều này trước khi mà chúng ta quyết định, chúng ta phản ứng. Chúng ta phải hiểu rằng là mọi cái người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều hoàn hảo. Mọi cái thứ diễn ra trong cuộc đời của chúng ta nó đều là cái thứ phải xảy ra. Người Ấn Độ có cái câu đúng không ạ? Người mà ta gặp là người ta phải gặp. Cái việc xảy ra với cuộc đời ta là việc phải xảy ra. Bởi vì nó xảy ra để cho chúng ta thay đổi, chúng ta chuyển hóa, chúng ta cải thiện cái hạt giống của mình. Cho nên chúng ta hiểu điều đó. Như vậy thì bất kỳ một cái vấn đề gì xảy ra với mình, một cái con người nào xuất hiện trong cuộc đời của mình, họ đều hoàn hảo. Họ hoàn hảo ở cái góc độ rằng là họ thể hiện đúng cái mà ở trong tâm trí của mình. Họ là vàng ròng. Như vậy á, thì cái dấu ấn trong tâm trí của mình tạo ra như vậy á, thì cái việc của mình là gì? Chỉ cần chúng ta chuyển hóa được cái dấu ấn trong tâm trí này thôi. Chúng ta chuyển hóa cái hạt giống, thay đổi cái hạt giống, thì cái kết quả nó khác. Như vậy đó là cái tính tiềm năng vô hạn của nó. Khi mà chúng ta càng già đó thì chúng ta càng có một cái xu hướng là chúng ta giảng giải với con sư tử. Chúng ta giảng giải với con sư tử. À, một cái ông chồng ông nói ra một cái điều gì đó tổn thương chúng ta, cái chúng ta bắt đầu chúng ta lôi ra, chúng ta bắt đầu chúng ta giảng giải, chúng ta nói để cho ông hiểu, nói để cho ông hiểu ra. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái điều đó có kết quả không ạ? Chúng ta thấy rằng là chúng ta phải phải dạy lại chồng hay dạy lại vợ. Chúng ta nói để cho người khác hiểu ra, chúng ta góp ý để cho người khác họ hiểu ra. Nhưng mà chúng ta nói ở trên cái cơ sở nào? Chúng ta đang tương tác với con sư tử, mà con sư tử này là con sư tử vàng chứ không phải con sư tử thiệt. Và chúng ta bắt đầu chúng ta tương tác với nó. Và chúng ta tương tác với nó thì cũng là cái cách mà chúng ta tương tác với thế giới bên ngoài kia, vì chúng ta muốn cái thế giới nó thay đổi và chúng ta đi tương tác. Chúng ta la một cái đứa nhân viên nó lúc nào nó cũng đi trễ. Nó cũng đi trễ giờ, nó đi trễ, nó về sớm, mà chúng ta bắt đầu chúng ta la nó, chúng ta phạt nó, chúng ta mắng cái đứa con nó nghiện game. Chúng ta làm tất cả những cái điều đó chính là chúng ta đang tương tác với cái con sư tử vàng. Chúng ta dùng tay của mình để chúng ta đập vào trong nó. Nhưng mà vậy thì cái tổn thương nằm ở đâu ạ? Tổn thương chính là cái tay của chúng ta bị đau, vì nó là cái con sư tử bằng vàng, nó có phải thiệt đâu. Khi cái con sư tử bằng vàng thì chúng ta có tương tác với nó là vô ích. Như vậy việc của chúng ta tương tác ra bên ngoài kia để cho mọi sự xung quanh chúng ta thay đổi, đó là vô ích. Cái việc của chúng ta phải làm là gì ạ? Cái việc của chúng ta để mà không đau, bị đau khổ, tại vì nếu chúng ta tương tác với con sư tử mà nó không có cái gì thay đổi được hết, cứ lấy búa đập vô con sư tử mà thấy nó đập hoài nó cũng y ra vậy, nó không có giải quyết được gì hết. Mà càng ngày nó càng xấu đi thôi, nó mốp méo, nó càng ngày nó càng xấu đi thôi. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta thấy đau khổ, chúng ta thấy bế tắc, chúng ta thấy tuyệt vọng. Chúng ta thấy mình không có cái đường nào, cái con người này mình không thể sống cùng được. Quá kinh khủng. Nhưng mà bởi vì chúng ta làm sai cách. Khi chúng ta hiểu con sư tử vàng, để chúng ta bắt đầu chúng ta hiểu đúng cái cách mà để chuyển hóa nó, nghĩa là gì?